Ukraine tuyên bố hạ 62 xe tăng, thiết giáp cùng nhiều binh sĩ của Nga trong 30 ngày. Nga bắn hạ loạt UAV tên lửa Ukraine ở 4 vùng trọng yếu. Hé lộ nguyên nhân sâu xa khiến Thủ tướng Slovakia bị ám sát. Mỹ thúc đẩy kế hoạch bán gói vũ khí 1 tỷ đô la Mỹ cho Israel Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, lữ đoàn 47 Ukraina thường xuyên chia sẻ hình ảnh loại bỏ khí tài hạng nặng của Nga. Mới đây, lữ đoàn này đã tuyên bố hạ hơn 60 tăng thiết giáp Nga trong vòng một tháng tại mặt trận phía đông. Giới chuyên gia nhận định, Nga đã hứng chịu tổn thất nặng nề về xe tăng, thiết giáp sau hơn 2 năm xung đột. Tuy nhiên, vẫn có thể tiếp tục huy động lượng lớn khí tài kiểu này trong các cuộc tấn công nhờ năng lực sản xuất ấn tượng, đủ bù đắp thiệt hại trong chiến sự. Lữ đoàn 47 Ukraine nói đã hạ 62 xe tăng, thiết giáp cùng nhiều binh sĩ, phương tiện chiến đấu Nga tại mặt trận phía đông trong 30 ngày. Một tài khoản Telegram của lữ đoàn thông báo, lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 Ukraine đã hạ 494 binh sĩ Nga trong một tháng, tương đương nhân lực một tiểu đoàn, chưa kể số người bị thương. Thêm rằng, đây là số liệu ghi nhận tại thành phố Pokrovsk, ở tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine Lực lượng này cho biết Họ còn phá hủy 13 xe tăng Trong đó có 3 chiếc T-90 20 xe chiến đấu bộ binh IFV, dòng BMP 18 thiết giáp trở quân APC Và 11 thiết giáp đa dụng mt -LB. Đối phương đang hoạt động mạnh hơn Ở các khu vực khác trên tiền tuyến Nhưng tình hình ở Pokrovsk vẫn căng thẳng Đối phương tấn công hàng ngày Với sự hỗ trợ của thiết giáp và bộ binh Pháo của họ chưa lúc nào ngừng bắn Lữ đoàn 47, đơn vị có biệt danh nắm đấm thép của Ukraine cho biết. Đơn vị này đang kèm video tổng hợp những lần đánh chặn các đợt xung kích tăng thiết giáp của Nga gần đây. Video cho thấy, lực lượng Ukraine đã sử dụng nhiều phương pháp để phá hủy khí tài hạng nặng của đối phương như đạn pháo, mìn chống tăng và thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV tự sát. Tuy liên tục hạ thành công nhiều xe tăng thiết giáp Nga, lữ đoàn 47 cũng được cho là đang gặp khó khăn và đã hứng chịu không ít tổn thất, đặc biệt là về xe tăng Abrams Gần đây nhất, tài khoản Telegram của Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine cũng cho biết, các binh sĩ của tiểu đoàn tên lửa và pháo phòng không thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 đã bắn rơi một chiếc trực thăng K-52 Alligator của Nga. Thông tin về địa điểm bắn rơi chiếc trực thăng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho biết lữ đoàn này đang hoạt động trên hướng Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2 năm 2022, Nga đã mất khoảng 675 máy bay trong đó có 350 máy bay chiến đấu và 325 máy bay trực thăng. Trong khi đó, Ukraine cũng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột với Nga. Vào cuối tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong hai năm xung đột. Con số tổn thất của Nga và Ukraine thường tăng đột biến trong những trận chiến kéo dài hoặc khốc liệt để giành các khu định cư quan trọng, như trận đánh ở các thành phố Bakhmut và Adipka thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công nguy hiểm bằng máy bay không người lái, tên lửa MLRS và Tochka U của Kiev nhắm vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ của Nga đã phá hủy thành công hai tên lửa Vinka, MLRS, một tên lửa chiến thuật Tochka U và một máy bay không người lái ở vùng Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, 4 UAV đã bị phá hủy, trong đó có một UAV bị phá hủy ở vùng Bryansk một UAV trên vùng Kaluga và hai UAV tại vùng Tula. Vinka là hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS được phát triển ở Ukraine bởi cục thiết kế nhà nước Luch. Hệ thống được thiết kế dựa trên BM-30 Smerch 300 mm MLRS do Liên Xô sản xuất và sử dụng cùng khung gầm xe tải 8x8 mzkt max 543. Tên lửa dẫn đường Vinkha có chiều dài 7,6 m, cỡ nòng 300 mm và trọng lượng 923 kg. Hệ thống phóng tên lửa có thể bắn tên lửa đầu tiên trong vòng chưa đầy 3 phút và có thể bắn toàn bộ 12 quả trong 40 giây. Vinca có thể phóng tên lửa dẫn đường mới ở khoảng cách lên tới 110 đến 130 km. Đạn tên lửa hướng tới mục tiêu bằng hệ thống dẫn đường quán tính và vệ tinh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái do Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Bengorod. Thống đốc vùng Bengorod, Vyacheslav Gladkov xác nhận 5 ngôi nhà bị hư hại ở Bengorod. Theo thông tin sơ bộ, không có người bị thương trong trận tập kích vào khu vực này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 12 tên lửa dẫn đường đã được phóng từ hệ thống đa nòng Vinka của Ukraine nhằm tập kích lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết 4 tên lửa Storm Shadow và 7 máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên bán đảo Crimea. 8 máy bay không người lái bị phá hủy trên khu vực Kursk và 4 chiếc bị chặn trên khu vực Lipetsk. Theo thống đốc vùng Lipetsk Igor Atamonov, một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một trạm biến áp điện ở vùng Kursk. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc xung đột tiêu hào đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt với quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong một cuộc họp báo tại Bộ ngoại giao Nga, phát ngôn viên Maria Zakharova đã đưa ra tuyên bố rằng rõ ràng là Mỹ tiếp tục thuyết phục các đồng minh yêu cầu họ phải giải quyết ngay các nhiệm vụ được giao. Chúng tôi sẽ làm họ thất vọng vì không có thiết bị quân sự nào sẽ cứu được Tổng thống Ukraine. Tất cả thiết bị quân sự được cung cấp cho Ukraine sẽ bị phá hủy. Tuyên bố trên của Nga xuất hiện trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm Ukraine bất ngờ. Trong bài phát biểu tại Kiev ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Blinken cam kết Chúng tôi ở bên các bạn ngày hôm nay và chúng tôi sẽ ở bên cạnh các bạn cho đến khi an ninh chủ quyền và khả năng lựa chọn con đường riêng của Ukraine được đảm bảo. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo Quốc hội Mỹ đã trao cho chúng tôi quyền tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ và chúng tôi có ý định sử dụng quyền hạn này. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cảm ơn Mỹ vì gói viện trợ vũ khí quan trọng, đồng thời cho biết hiện nước này đang thiếu các thiết bị phòng không. Trước đó, Mỹ cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là gói viện trợ thứ ba của Mỹ dành cho Ukraine trong vòng chưa đầy 3 tuần. Hai gói viện trợ trước đó được công bố cuối tháng 4 vừa qua có tổng trị giá 7 tỷ đô la Mỹ. Mỹ công bố gói viện trợ mới sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật về viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, trong đó mức viện trợ cho Ukraine là 60,8 tỷ đô la Mỹ. Trong bản ghi nhớ do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp cho Ukraine các thiết bị và dịch vụ quốc phòng cũng như hỗ trợ giáo dục và đào tạo quân sự với tổng trị giá lên tới 400 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết đối với Ukraine, trong đó có đạn phòng không, đạn pháo, vũ khí chống tăng, xe bọc thép và đạn cho vũ khí cỡ nhỏ. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 50,6 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, Điện Élysée tuyên bố Pháp sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuyên bố nêu rõ Tổng thống tái khẳng định quyết tâm của Pháp nhằm cung cấp tất cả hỗ trợ cần thiết. Ông cũng có thể nêu cụ thể về các đợt chuyển giao gói viện trợ quân sự này trong những ngày và tuần tới, nhằm hỗ trợ nỗ lực quân sự của Ukraine. Theo trang thông tấn về quốc phòng defenseblog.com cho biết, các lực lượng vũ trang Nga trong 30 ngày qua đã sử dụng các chiến cơ Su-57 để thực hiện việc phóng 6 tên lửa hành trình nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Được biết, các máy bay Su-57 đó cất cánh từ một căn cứ không quân gần huyện Aktubinsk thuộc tỉnh Astrakhan, Nga. Khi thực hiện nhiệm vụ, Su-57 đều được hai máy bay chiến đấu Su-35 hộ tống. Khi thực hiện những nhiệm vụ mang tính nguy hiểm, các chiến cơ Su-57 sẽ sử dụng loại tên lửa hành trình Kh-69, thứ vũ khí được truyền thông Nga coi là câu trả lời của Moscow dành cho tên lửa Taurus từ Đức và Storm Shadow SCAP từ Anh, Pháp. Kh-69 là loại tên lửa được thiết kế đặc biệt cho Su-57 khi có thể chứa bên trong thân máy bay. Hiện chính quyền Nga chưa bình luận về thông tin được trang DefenseBlock.com đưa ra. Nhằm để chống lại quân đội Nga và khắc phục việc thiếu vũ khí của Ukraine hiện nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu gần đây đã ký quyết định gửi thêm cho Kiev lô tên lửa Aster-30 mới, loại được sử dụng cho hệ thống phòng không SAMT. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp không nêu rõ Paris sẽ gửi cho Ukraine bao nhiêu tên lửa Aster-30 cũng như lịch trình bàn giao. Trước đó, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu chuẩn bị một gói viện trợ mới, trong đó sẽ bao gồm các khí tài cũ của Pháp nhưng vẫn có thể hoạt động. Bộ trưởng Lê Côn Như cho biết Pháp đang xem xét cung cấp hàng trăm xe chở quân VAB cho Ukraine trong năm 2024 và đầu năm 2025. Quân đội Pháp đang dần thay thế hàng nghìn chiếc VAB hoạt động từ cuối những năm 1970 bằng thế hệ xe chở quân đa năng mới. Những chiếc xe này vẫn đang trong trạng thái có thể sử dụng được và Pháp sẽ sẵn sàng chuyển giao cho Ukraine. Vương quốc Anh cũng đang rất tích cực trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị của Hải quân Hoàng gia Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố việc Nga chiến thắng trong kế hoạch quân sự đặc biệt tại Ukraine là điều không thể tưởng tượng và không chấp nhận được. Đồng thời, ông Grant Shapps kêu gọi đồng minh tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev. Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói với Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh viện trợ để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Moscow ngay lập tức lên án những nhận xét này và đưa ra cảnh báo về khả năng trả đũa nếu vũ khí của Anh sử dụng trong cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ồ ạt theo kiểu binh chủng hợp thành với sự tham gia của máy bay, pháo binh, bộ binh và xe thiết giáp, đánh vượt biên giới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Phía Ukraine theo dõi sát sao tình hình và dồn quân về mặt trận này nhằm cố gắng chống đỡ những cuộc tấn công của Nga Cuộc tấn công quy mô lớn này của Moscow ở phía bắc khu vực Kharkov đã tạo ra những thay đổi đáng kể, thậm chí được coi là phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Buộc Bộ Tổng Tham mưu Ukraine phải khẩn trương tăng cường lực lượng dự bị sang hướng này. Cuộc điều động này trở nên quan trọng đối với Ukraine vì nó không chỉ làm suy yếu khả năng phòng ngự của họ trên các khu vực khác mà còn tạo ra thêm các lỗ hổng giúp đối phương có thể tận dụng. Mới đây, tình hình ở phía đông Chasovja lại trở nên tệ hơn. Sau một đợt pháo kích dữ dội, sư đoàn dù 98 Ivanovo của Nga bước vào chiến đấu, chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương trong tiểu khu Kanan. Khói bụi dày đặc từ các vụ nổ đã ngăn cản phía Ukraine sử dụng hàng loạt UAV FPV. Kiev thông báo phản kích thành công nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Có vẻ như thời gian tạm dừng tấn công vào Chasovya đã kết thúc và giai đoạn thứ hai cuộc tấn công của Nga vào thành phố đã bắt đầu. Theo các nguồn tin Ukraine, lực lượng Moscow đã tiếp tục cuộc tấn công vào tiểu khu Canan từ phía đông và cũng đang đột nhập vào tiểu khu Novi. Ngoài ra, có một mũi xung kích tiếp tục tiến công từ phía bắc dọc theo tuyến đường sắt. Một blogger nổi tiếng của Ukraina cho rằng cha Sốpja sẽ không thể cầm chân đối phương trong trung hạn nếu lực lượng Kiev không tìm được nguồn lực để ổn định mặt trận. Đây được xem là cách đánh nghi binh của Nga để căng kéo lực lượng của Ukraina. Giới phân tích quân sự cho rằng Nga không nhất thiết mở một mặt trận mới mà chỉ đang tìm cách hút bớt lực lượng Ukraine ra khỏi các mặt trận khác nơi quân Ukraine đã bị suy yếu và căng mỏng. Mick Ryan, một viên tướng Australia nghỉ hưu và đang làm nghiên cứu tại Viện Lowy có trụ sở ở Sydney, Australia, nhận định có khả năng trong những tuần tới tình hình sẽ rất u ám đối với lục quân Ukraine ở miền Đông. Theo ông Ryan, mục đích các đợt tiến công hiện nay của Nga làm héo mòn nhuệ khí của phía Ukraine, bao gồm cả khối quân sự lẫn dân sự. Tướng Ryan nói thêm, nếu Ukraine quyết định giữ đất bằng mọi giá, họ sẽ mất thêm lính và quân đội của họ sẽ ngày càng nhỏ hơn. Thời điểm Nga tấn công vào Kharkov rất đáng lưu ý. Phía Ukraine đã bị căng mỏng về quân sự và nguồn lực trong các tháng gần đây. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho rằng Nga tấn công vào Kharkov là để buộc Ukraine phải phân tán nguồn lực vào đó và không thể tập trung cho việc ngăn chặn các đợt tiến công của Nga ở miền đông Ukraine. Việc phó thủ tướng thứ nhất liên bang nga Andrei Belousov được tổng thống nga Vladimir Putin ký xác lệnh chính thức bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng nga đã trở thành chủ đề trung tâm của giới truyền thông nga và phương tây. Một số trang mạng của nga bình luận việc ông Andrei Belousov, một nhà kinh tế được đào tạo bài bản, giữ cương vị bộ trưởng quốc phòng là khá hợp lý khi xét tới vai trò to lớn của bộ này trong lĩnh vực chi tiêu ngân sách và nhu cầu đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất các nguồn vốn. Người phát ngôn điện kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh về nhiệm vụ tăng cường hiệu quả chi tiêu ngân sách nhất là trong bối cảnh chi tiêu quân sự ngày càng tăng. Bộ Quốc phòng Nga với định hướng chính là đảm bảo chủ quyền về công nghệ và tập trung vào các chương trình cấp bách nhất, đòi hỏi nguồn tài chính dài hạn, sẽ cần tới kinh nghiệm về công tác quản lý và dự báo kinh tế của tân bộ trưởng Andrei Belousov. Ông Alexander Baunov, nhà cựu ngoại giao Nga, hiện là thành viên cấp cao tại Trung tâm Á-Âu Kennedy Nga, cho rằng việc bổ nhiệm một trong những nhà kinh tế chủ chốt, đồng thời là nhà thống kê chính trong khối kinh tế, làm người đứng đầu Bộ Quốc phòng, có thể đồng nghĩa với việc Tổng thống Putin đang muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine và triển khai hiệu quả việc sản xuất tại các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự và thị trường quốc tế. Chiến lược này sẽ không cần sự huy động lực lượng hay đột phá mà là gây áp lực chậm rãi lên Ukraine với sức mạnh vượt trội của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga và toàn bộ nền kinh tế, điều buộc phải thực hiện một cách hiệu quả hơn cả ở tiền tuyến lẫn hậu phương. Nhiều quan điểm cho rằng việc bổ nhiệm ông Andrei Belosov vào cương vị bộ trưởng quốc phòng là quyết định chính xác. Ông Belosov là chính khách rất thông minh, nghiêm túc với khả năng kiên nhẫn trong công việc, có tính trung thành và hy sinh. Trong bối cảnh lĩnh vực quốc phòng đóng vai trò đầu tàu trong chuyển đổi kinh tế xã hội, ông Andrei Belousov có thể hiện thực hóa những tiềm năng mà chỉ một người tầm cỡ như ông mới có thể hiểu và phát huy được. Nhà khoa học chính trị Marat Basirov đánh giá việc bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng là một sự kiện kinh tế. Ông Andrei Belousov sẽ đóng vai trò là người sắp xếp lại các chi tiêu nội bộ của bộ này. Là một nhà kinh tế và nhà quản lý giỏi, ông Andrei Belousov rất có thể sẽ bận rộn sắp xếp lại tình hình quân đội hiện nay trong bối cảnh vẫn còn một số vấn đề nhất định ở hậu phương bất chấp những nỗ lực của người tiền nhiệm Sergei Shoigu ông Marat Basirov dự đoán việc kiểm soát và điều phối chính các hoạt động quân sự ở Ukraine có thể hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang liên bang nga tướng Valery Gerasimov theo nhà khoa học chính trị Ilya Grashenko ông Andrei Belousov người ủng hộ nền kinh tế huy động sẽ phải thực hiện các quy định nghiêm ngặt trong quân đội một video báo cáo của ông Andrei Belousov liên quan vấn đề chế tạo thiết bị bay không người lái UAV nêu rõ chỉ từ 10 đến 30% số linh kiện lắp ráp UAV được nội địa hóa và sản xuất ở trong nước. Qua đó, việc bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Trong khi đó, ông Sergei Shoigu trên cương vị thư ký hội đồng an ninh sẽ là người điều phối tất cả các lực lượng an ninh. Ông Sergei Shoigu cùng ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ chịu trách nhiệm điều phối một cách có hệ thống quá trình đàm phán với phương Tây. Đây dường như là một tín hiệu gửi đến phương Tây rằng Nga sẽ chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình và sẽ không có bất kỳ nhân nhượng nào. Thưa quý vị, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine đã kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ cho Kiev để đối phó với hoạt động quân sự của Nga. Cụ thể, ông cho rằng đồng minh NATO nên chi 0,25% GDP và giải phóng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga nhằm viện trợ cho xung đột ở Ukraine. Nga dường như đã giành ưu thế trong cuộc xung đột ở Ukraine trong năm 2024 khi Ukraine cạn kiệt đạn dược và hỏa lực. Kiev kỳ vọng gói viện trợ gần 61 tỷ đô la của Mỹ có thể thay đổi điều này. Gần đây, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrei Jemak đã kêu gọi phương Tây cho Kiev tiếp cận không hạn chế kho vũ khí và chuyển cho Ukraine số tiền đang bị đóng băng của Nga. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen ở Đan Mạch, ông Jemak đã công bố một báo cáo do ông và nhiều đồng minh cùng thực hiện bao gồm cựu Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, cựu Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Wesley Clark. Để tóm tắt báo cáo, ông J. Marks cho biết điều quan trọng là các đồng minh NATO cần chi 0,25% GDP của họ để viện trợ quân sự cho Ukraine và giải phóng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ đất nước chúng tôi. Ngoài ra, bản báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị rằng phương Tây cần dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí thông thường cho Kiev. Ông Jemak cũng lập luận rằng không nên có hạn chế nào trong việc sử dụng những loại vũ khí này. Trước đó, châu Âu từng có kế hoạch riêng là sử dụng lãi từ số tiền bị đóng băng để mua vũ khí và tài trợ tái thiết cho Ukraine. Điều đó có nghĩa kế hoạch có thể tiến hành sớm, dù các quan chức EU nói rằng châu Âu có thể tham gia kế hoạch của Mỹ vào năm 2025 lập trường khác biệt của các nước phương Tây có nguy cơ đe dọa nỗ lực sử dụng tài sản đóng băng Nga để hỗ trợ Ukraine. Mỹ và Anh cho rằng thành công của nỗ lực là rất quan trọng đối với khả năng chiến thắng của Kiev, song ý tưởng sẽ khó có thể thúc đẩy nếu không nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Cũng trong diễn biến liên quan, trước đó một quan chức Mỹ cho biết Mỹ chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 400 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm pháo, đạn dược dùng cho hệ thống tên lửa phòng không NASAMS, đạn chống tăng, xe bọc thép và một số vũ khí khác. Khoản hỗ trợ mới sẽ được tài trợ bằng các quỹ giải phóng theo quyền rút vốn của Tổng thống PDA. PDA cho phép chuyển các vật phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ của Mỹ ra ngoài một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Reuters nhận định Washington đang dần quay trở lại với tốc độ cung cấp vũ khí thường xuyên cho Kiev sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ an ninh trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan hồi cuối tháng 4 trong đó dự luật trên cung cấp 60,84 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Ukraine, bao gồm 8 tỷ từ PDA. Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine với điều kiện chúng sẽ không được sử dụng trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Ukraine đang tìm cách vận động Mỹ dỡ bỏ điều kiện này để Kiev có thể tấn công vào các kho quân sự của Nga bên kia biên giới theo politico một nhóm nhà lập pháp ukraine được cho là sẽ gặp các nghị sĩ mỹ trong tuần này nhằm vận động washington dỡ bỏ các hạn chế về vũ khí viện trợ theo hai quan chức mỹ giấu tên quan điểm của tổng thống biden không thay đổi một quan chức nói với politico sự hỗ trợ của mỹ dành cho ukraine là nhằm mục đích phòng thủ chứ không phải vì các chiến dịch tấn công vào lãnh thổ nga tuy nhiên hãng thông tấn tass dẫn lời đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov trên telegram cho biết một chuyến hàng vũ khí khác của mỹ cho chế độ tổng thống ukraine volodymyr zelensky là phản ứng trước sự thành công của lực lượng vũ trang nga ở tiên tuyến người mỹ thừa nhận thực tế này ông antonov cũng chỉ trích chính quyền washington đã né tránh trách nhiệm khi ukraine sử dụng vũ khí do mỹ cung cấp để nhắm vào các địa điểm dân sự ở nga ông nhấn mạnh chính quyền mỹ không quan tâm đến việc vũ khí của họ đang tàn phá các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ nga nhà trắng đang rũ bỏ trách nhiệm về những cuộc tấn công này một cách đạo đức giả Ông cũng tố đa số các chính trị gia Mỹ đã im lặng khi Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công Nga, đồng thời cáo buộc chính quyền Kiev không quan tâm đến lời hứa với phương Tây rằng nước này sẽ không dùng vũ khí được hỗ trợ để tấn công vào bên trong nước Nga. Ông nói, tên lửa đang rơi xuống ở các tòa dân cư và trường học ở Donbass, Crimea, Belgorod. Mỹ từ trước đến nay vẫn luôn khẳng định nước này chỉ hỗ trợ Ukraine phòng thủ, không tìm cách đối đầu với Nga. Hồi tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho biết, tôi có thể khẳng định ý kiến cho rằng chúng tôi cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga là vô căn cứ. Ông nhấn mạnh, chúng tôi không xung đột với Nga, cũng không tìm cách xung đột với Nga. Trọng tâm của chúng tôi chỉ là hỗ trợ Ukraine phòng vệ. Quân đội và cơ quan an ninh của Nga khi đó cáo buộc một nhóm phá hoại của Ukraine xâm nhập vùng biên giới Bryansk và tấn công một số ngôi làng. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, lực lượng an ninh của Nga, nhóm phá hoại đã bị đẩy lùi về phía lãnh thổ Ukraine và hứng chịu một cuộc đáp trả bằng pháo binh quy mô lớn. FSB cho biết một lượng lớn thiết bị nổ các loại đã được tìm thấy ở khu vực bị nhóm Ukraine đột kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là một vụ tấn công cực đoan, ám chỉ những người đứng đằng sau cuộc đột kích cũng có thể đã dàn xếp vụ ám sát nhà báo Nga Daria Dugina hồi tháng 8 năm ngoái bộ ngoại giao nga nói việc ngoại trưởng mỹ antony blinken tới thăm kiev là dấu hiệu cho thấy washington cảm thấy báo động về tình hình tiền tuyến và điều nga gọi là thất bại quân sự của ukraine phát biểu trong chuyến thăm ngoại trưởng mỹ khẳng định washington sẽ sát cánh với kiev cho đến khi chủ quyền an ninh của nước này được bảo đảm lực lượng nga tấn công vào vùng cốt của ukraine trong những ngày gần đây ép ukraine phải rút khỏi một số ngôi làng và thành công chiếm giữ các vị trí dọc nhiều tuyến đường dẫn vào thị trấn Volchansk người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova đã phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại moscow rằng việc mỹ hỗ trợ quân sự cho kiev sẽ không giúp gì cho con đường chính trị của lãnh đạo ukraine đồng thời nhấn mạnh tình hình tiền tuyến và thất bại quân sự của các lực lượng vũ trang ukraine đang khiến chính quyền của tổng thống mỹ joe biden báo động vũ khí sẽ không thể cứu chính quyền tổng thống ukraine volodymyr zelensky tất cả trang thiết bị quân sự cung cấp cho ukraine sẽ bị phá hủy cũng trong khuôn khổ chuyến thăm ukraine Ngoại trưởng Blinken đã cam kết giúp Kiev xây dựng lực lượng của tương lai và nhắc lại rằng Mỹ dự định sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để cung cấp tài chính cho Ukraine tái thiết. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh, Quốc hội Mỹ đã trao cho chúng tôi quyền tịch thu tài sản của Nga ở Mỹ. Chúng tôi dự định sử dụng nó cho Ukraine. Nga sẽ phải bỏ tiền để tái thiết những gì mà họ đã phá hủy. Đó là điều mà luật pháp quốc tế yêu cầu, là điều mà người dân Ukraine đáng được nhận. Ông Blinken cho biết, Mỹ đang hợp tác với các nước G7 khác để làm điều tương tự với tài sản có chủ quyền cố định của Nga. G7 có thể giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ và gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Putin rằng thời gian không đứng về phía ông ấy. Song không nêu rõ thời điểm nào những nỗ lực này có thể thành hiện thực. Các nhà lãnh đạo phương Tây tỏ ra lo ngại trước cuộc tấn công bất ngờ của Nga ở Kharkov. Ngoại trưởng Anh David Cameron thừa nhận đây là thời điểm cực kỳ nguy hiểm trong cuộc xung đột. Ngoài ra, ông Blinken cũng nhấn mạnh sự cần thiết của Ukraine trong việc tiếp tục thực hiện các cải cách dân chủ để duy trì liên minh hỗ trợ toàn cầu điều quan trọng là Ukraine cần tiếp tục thực hiện những nỗ lực để củng cố nền dân chủ của mình, bởi những lựa chọn mà Ukraine đưa ra sẽ quyết định sức mạnh và khả năng của Liên minh đứng về phía Kiev. Mới đây, trả lời phỏng vấn tờ Telegram, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps khẳng định ông không đề xuất và ông cũng không nghĩ có khả năng sẽ đề xuất đưa quân tới Ukraine. Ông cũng không nghĩ điều đó là cần thiết người đứng đầu Bộ Quốc phòng Anh đồng thời bày tỏ rằng phương Tây cần đảm bảo các đồng minh Ukraine sẽ được tài trợ phù hợp, được đào tạo bài bản và có thể tiếp cận tất cả các thiết bị mà họ cần. Theo Bộ trưởng Saps, các nước phương Tây không cần phải nghĩ ra những cách thức mới để giúp đỡ Ukraine mà cần tăng cường sự hỗ trợ vũ khí, khí tài quân sự cho Ukraine. Trước đó, London tuyên bố sẽ cấp cho Kiev 3 tỷ bảng viện trợ quân sự hàng năm lãnh đạo bộ trên cũng lên tiếng phản đối ý tưởng cử cựu quân nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tới Ukraine để huấn luyện lực lượng của quốc gia Đông Âu vì ông không muốn vượt quá giới hạn mà từ đó có thể dẫn đến kết quả là quân nhân Anh có mặt trên chiến trường. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine nếu Kiev yêu cầu cũng như Nga đột phá tiền tuyến. Theo ông, nhiều nước đồng ý với cách tiếp cận của Pháp về khả năng gửi quân. Động thái của ông Macron đã khiến khối đồng minh phương Tây của Ukraine dấy lên tranh cãi. Người đứng đầu NATO, Mỹ, Đức và nhiều nước khẳng định sẽ không gửi quân đến quốc gia đang trong năm xung đột thứ ba với Nga. Tuy nhiên, ngày càng có thêm các quốc gia đưa ra quan điểm đồng thuận với Pháp, trong đó có các nước ở vùng Baltic như Litva, Estonia, Latvia. Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết nước này hiện không có đề xuất cụ thể nào về việc triển khai quân tới chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng sẽ cân nhắc lựa chọn như vậy nếu có đề xuất. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết thêm, mặc dù Vương quốc Anh đã huấn luyện 65.000 binh sĩ Ukraina kể từ năm 2014, hầu hết trong số họ kể từ tháng 2 năm 2022 và cam kết của Luân Đôn đối với Kiev hoàn toàn vững chắc. Ông Saps cũng thừa nhận tình hình phía Bắc cốp khá nghiêm trọng đối với quân đội Ukraina. Theo Bộ trưởng Saps các quốc gia khác nên nối bước London tăng cường viện trợ cho Kiev để đảm bảo rằng Ukraine có đủ vũ khí, đào tạo và trang thiết bị cần thiết để đánh bại Nga. Người đứng đầu quân đội Anh cũng đã khẳng định với Times Radio rằng London thấy vô nghĩa trong việc thuyết phục Kiev chấp nhận bất kỳ điều kiện hòa bình nào và từ bỏ một số lãnh thổ của mình cho Moscow. Nga quyết định biên chế tên lửa đạn đạo Bulava cho hạm đội tàu ngầm kết thúc 26 năm phát triển loại khí tài chiến lược này. Yuri Solomonov, Tổng công trình sư của Viện Công nghệ Nhật Moscow MITT, cơ quan phụ trách phát triển tên lửa Bulava, hôm 14 tháng 5 cho biết, xác lệnh chấp nhận biên chế hệ thống tên lửa Bulava đã được ký hôm 7 tháng 5. Ông Solomonov cũng là người phụ trách chương trình chế tạo tên lửa xuyên lục địa Topol-M và JAS của Nga. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm SLBM Bulava được biên chế sau khi hoàn tất cuộc thử nghiệm cấp nhà nước cuối cùng vào tháng 11 năm 2023. Quyết định này cũng kết thúc 26 năm nghiên cứu phát triển Bulava của Nga. Tên lửa Bulava bắt đầu được phát triển vào những năm 1990 và được thiết kế để triển khai trên tàu ngầm lớp Borei của quân đội Nga. Sau vụ phóng đầu tiên trên mặt đất vào tháng 9 năm 2005, tên lửa Bulava được phóng thử từ dưới nước, sau đó 3 tháng với hai lần phóng thử đều thành công. Tuy nhiên, những đợt thử nghiệm trong giai đoạn 2006, 2009 liên tiếp gặp thất bại do lỗi phần mềm điều khiển tên lửa bay chệch hướng và tự hủy cũng như sự kém ổn định ở tầng đẩy thứ ba. Dự án được thúc đẩy sau khi Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân lớp Borei với kỳ vọng biến mẫu tàu ngầm này thành nhân tố quan trọng trong lực lượng hạt nhân chiến lược tương lai của Nga. Tên lửa Bulava hoạt động theo cơ chế ba giai đoạn phóng. Hai giai đoạn đầu sử dụng nhiên liệu rắn, giai đoạn cuối dùng nhiên liệu lỏng để tăng tính cơ động trong quá trình tách đầu đạn. Tên lửa có thể phóng ở góc nghiêng cho phép tàu ngầm khai hỏa khi di chuyển. Tháng 11 năm 2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một tàu ngầm đã thực hiện phóng thử thành công tên lửa Bulava từ Biển Trắng, vùng Tây Bắc nước Nga và tấn công mục tiêu cách bán đảo Kamchatka hàng nghìn km về phía đông. Hạm đội phương Bắc và Thái Bình Dương của Nga hiện gồm 7 tàu ngầm Borei và mỗi chiếc mang theo 16 tên lửa Bulava. Theo dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington, tên lửa Bulava có tầm bắn 8.300 km và có thể chở được trọng tải lên tới 10 phương tiện MIRV có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân với nhiều mục tiêu khác nhau. Nga đưa tên lửa Bulava vào biên chế trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và phương Tây đang gia tăng. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố việc NATO can thiệp vào cuộc chiến tại Ukraine có thể làm bùng phát xung đột hạt nhân. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có mặt tại thủ đô Kiev và đảm bảo với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng gói viện trợ quân sự đang tới. Ông Blinken nói rằng điều này sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự trước Nga trên chiến trường. Tổng thống Ukraine cho hay thiếu hụt lớn nhất hiện nay của họ là hệ thống phòng không. Theo đó, Kiev cần hai hệ thống phòng không Patriot cho khu vực Kharkov đang bị Nga không kích dữ dội. Tổng thống Ukraine cũng muốn thảo luận với Mỹ về các cam kết bảo đảm an ninh. Ông Zelensky đề nghị ông Blinken vận động sự ủng hộ từ nhiều quốc gia khác Tại hội nghị hòa bình cấp cao sắp diễn ra ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới. Cách đây vài ngày, tờ El País của Tây Ban Nha đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Madrid trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Ukraine Zelensky đã hủy kế hoạch công du nước này vào ngày 17 tháng 5 tới nhưng không nêu rõ lý do. Một người phát ngôn của chính phủ Bồ Đào Nha cũng xác nhận ông Zelensky đã hủy chuyến thăm nước này vào cuối tuần. Theo một số nguồn tin ngoại giao, Quyết định này là do tình hình chiến trường Ukraine phức tạp, thách thức khi Nga đẩy mạnh tấn công vào Kharkov. Theo kế hoạch ban đầu, ông Zelensky sẽ thăm Tây Ban Nha vào ngày 17 tháng 5, hội kiến vua Felipe VI. Ngoài ra, ông cũng có kế hoạch hội đàm với thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và ký thỏa thuận an ninh giữa hai nước. Trong khi đó, trước sức ép từ lực lượng Nga, Bộ quốc phòng Ukraine cho biết tại một số khu vực quanh thành phố Volchansk và làng Lukianivsky, các đơn vị đã cơ động và di chuyển tới vị trí thuận lợi hơn để ứng phó với hỏa lực và những đợt tấn công của bộ binh đối phương, cũng như tránh thiệt hại và bảo toàn mạng sống cho binh sĩ. Di chuyển đến vị trí thuận lợi hơn là cụm từ thường được bên phòng thủ sử dụng để ám chỉ tình huống rút lui khỏi cứ điểm đang kiểm soát. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng tình hình ở Kharkov vẫn khó khăn, nhưng tuyên bố các đơn vị nước này vẫn ngăn lực lượng Nga giành được chỗ đứng. Ông Oleksiy Kakhipsky, cảnh sát trưởng thành phố Volchansk, cùng ngày nói rằng. Lực lượng nga đã chiếm nhiều vị trí trên các tuyến phố trong nội thành Volchansk và làng Lukiansi nằm cách nhau khoảng 30 km là những mục tiêu đang được Moscow nhắm tới trong chiến dịch tấn công bất ngờ nhằm vào tỉnh Kharkov gần đây. Kirillo Budanov, lãnh đạo tổng cục tình báo quân đội Ukraine, GUR nhận định, nga đã điều toàn bộ lực lượng tập kết quanh biên giới tham gia chiến dịch Kharkov. Tuy nhiên, ông cảnh báo quân dự bị của nga có thể tới đây trong vài ngày tới. Một số chuyên gia nhận định. Một phần trong kế hoạch của Moscow khi tiến công Kharkov là buộc Kiev chuyển quân khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là vùng Donbass, nơi lực lượng Nga đang đạt được nhiều bước tiến và liên tục uy hiếp các thành trì quan trọng trên phòng tuyến Ukraine. Anh mới đây công bố kế hoạch đóng tới 6 tàu hỗ trợ đa chức năng MRSS mới nhằm hiện thực hóa chương trình phát triển tổng cộng 28 tàu chiến và tàu ngầm cho lực lượng hải quân. Cụ thể, The Guardian đưa tin, phát biểu tại hội nghị sức mạnh biển thường niên tại London, nước Anh ngày 14 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps mô tả kế hoạch trên dự báo một thời kỳ hoàng kim mới cho ngành đóng tàu của Anh. Theo ông Shapps, MRSS sẽ là tàu chiến có tính linh hoạt cao, có thể triển khai trên nhiều hoạt động khác nhau và được thiết kế để mang theo phương tiện, máy bay, tàu hỗ trợ và một loạt hệ thống không người lái cho các nhiệm vụ phức tạp. MRSS cũng có thể đóng vai trò là tàu tiếp nhận thương vong chính, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp cho lực lượng Anh ở bất kỳ địa điểm hoạt động nào. Chính phủ Anh cho biết các tàu MRSS mới sẽ thay thế nhiều loại tàu đang hoạt động như hai tàu đổ bộ lớp Albion, ba tàu đổ bộ phụ trợ lớp bay và tàu hậu cần RFA Argus vào đầu những năm 2030. Hai tàu tấn công hiện tại của Thủy quân lục chiến Hoàng gia HMS Albion và HMS Bulwark sẽ không bị loại bỏ ngay lập tức mà hoạt động đến năm 2033-2034 trong cuộc phỏng vấn với tờ the telegraph bộ trưởng bộ quốc phòng saps nhấn mạnh khi các quốc gia như trung quốc và nga đầu tư mạnh vào lực lượng quân đội chúng tôi phải đảm bảo rằng anh dẫn đầu các đồng minh để phương tây không bị bỏ lại phía sau theo tờ royal navy dẫn lời giám đốc chương trình mrss tư lệnh alex allen dự án này là một bước quan trọng trong chương trình đưa các tàu này vào sử dụng và hiện đại hóa khả năng tấn công ven biển của hải quân hoàng gia anh khả năng thích ứng và linh hoạt sẽ là trọng tâm trong thiết kế MRSS cũng như khả năng tương tác với các đồng minh NATO của chúng tôi. Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ nâng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP mỗi năm cho đến năm 2030, đồng thời cho biết ngành công nghiệp vũ khí của Anh phải ở trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh khi thế giới đang ở thời điểm nguy hiểm nhất kể từ chiến tranh lạnh. Ngoài ra, Anh có kế hoạch trang bị cho lực lượng quân sự tên lửa siêu thanh nội địa, Loại vũ khí mới này được thiết kế và chế tạo hoàn toàn ở Anh với thời hạn triển khai muộn nhất vào năm 2030. Theo Đài RT phát biểu tại cuộc họp báo với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16 tháng 5, ông Putin nói rằng các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và Trung Quốc một lần nữa cho thấy cách tiếp cận của hai nước đối với nhiều vấn đề khu vực và quốc tế có mối tương quan hoặc liên kết. Theo ông Putin Cả hai quốc gia đều đang theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, trong khi phấn đấu vì trật tự thế giới đa cực và dân chủ hơn, trong đó vai trò của Liên hợp quốc là trung tâm. Ông Putin nói thêm rằng Nga và Trung Quốc đang ủng hộ cấu trúc an ninh phù hợp và bền vững ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong một tuyên bố ám chỉ tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các tổ chức do phương Tây thống trị khác. Ông Putin khẳng định khu vực châu Á Thái Bình Dương không có chỗ cho các liên minh quân sự và chính trị khép kín. Ông Putin nói Chúng tôi tin rằng việc tạo ra những liên minh như vậy là có hại và phản tác dụng. Trong khi đó, về phần mình, chủ tịch Tập Cận Bình bình luận rằng tâm lý chiến tranh lạnh vẫn phổ biến trên trường quốc tế, đồng thời cảnh báo bá quyền đơn phương, đối đầu khối và chính trị quyền lực đe dọa trực tiếp đến toàn thế giới và an ninh của tất cả các nước. Mặc dù tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố khối này không có kế hoạch mở rộng sang châu Á và không coi Trung Quốc là đối thủ, nhưng NATO vẫn sẽ theo dõi các sự kiện trong khu vực và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ cũng có các hiệp ước liên minh riêng với Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Thái Lan. Năm 2021, Mỹ, Anh và Australia cũng thiết lập quan hệ đối tác an ninh mang tên AUKUS, trong đó Mỹ và Anh hỗ trợ Australia mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Putin cho rằng NATO đang cố gắng mở rộng vùng ảnh hưởng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ông chỉ trích Mỹ có những nỗ lực lôi kéo các thành viên NATO vào việc tạo ra tình hình căng thẳng trong khu vực. Ông lưu ý rằng Nga và Trung Quốc nhận thức rõ về chính sách này và đã tăng cường khả năng phòng thủ bằng cách tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng cần giải pháp chính trị cho cuộc chiến ở Ukraine. Phát biểu họp báo chung sau hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh hai bên nhất trí rằng một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine là hướng đi đúng đắn. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, đồng minh của Nga, đã phải nhập viện hôm sau khi bị bắn tới 5 phát. Vụ ám sát gây chấn động này được coi là mang động cơ chính trị rõ rệt, có ý kiến cho rằng căn nguyên vụ ám sát có thể nằm ở sự chia rẽ cay đắng của nước này. Tờ Politico nhận định Slovakia đã chứng kiến nhiều vụ việc nghiêm trọng. Đầu tiên là vụ sát hại nhà báo điều tra Jan Kusiak vào năm 2018. Nhà báo Jan Kusiak bị sát hại khi đang điều tra mối liên hệ giữa mafia Ý với giới chức cấp cao Slovakia. Sáu năm sau, một thủ tướng tại vị bị ám sát. Ông Fico là thủ tướng theo chủ nghĩa dân túy ở Slovakia. Ông điều hành một phiên họp tại thị trấn khai thác mỏ nhỏ bé Handlova vào hôm 15 tháng 5. Động thái này như sự xoa dịu cho những cử tri bị bỏ rơi ở các vùng hẻo lánh của Slovakia. Sau cuộc họp, ông bị bắn. Khi ông Fico được trực thăng đưa đến Banska Bystrica gần đó, chứ không phải thủ đô Bratislava, do vết thương quá nặng, bộ máy chính trị Slovakia dường như bị đóng băng. Ai phụ trách? Chuyện gì đang xảy ra? Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Với câu hỏi cuối cùng, ít nhất có một câu trả lời đang chiếm ưu thế trong các cuộc tranh luận: sự phân cực chính trị. Tổng thống Zuzana Kaputova nói những lời lẽ đầy hận thù mà chúng ta chứng kiến phải dừng lại. Làm ơn hãy dừng lại đi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Matus Sutat Estok đồng tình. Cảm xúc dâng cao nhưng sẽ rất tệ nếu làm bùng phát thêm tình hình vốn đã nguy hiểm này. Tuy nhiên, một số nghị sĩ liên minh cầm quyền dường như vẫn chưa nén được cảm xúc. Lubos Blaha, nghị sĩ thân Nga thuộc đảng Smer của ông Fico, đã hét vào mặt phe đối lập trong quốc hội rằng Thủ tướng đang phải đấu tranh giành lấy sự sống vì sự thù ghét của các anh. Theo tờ Politico, những biến động lịch sử đã gây ra sự chia rẽ xã hội sâu sắc ở Slovakia rồi ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trị nước này, đặc biệt là sau khi Slovakia và Cộng hòa Séc chia tay vào năm 1993, hai nước này từng lập thành tiệp khắc, biến thiên đột ngột hình thành những mâu thuẫn trong lòng Slovakia giữa nông thôn và thành thị, giữa người trẻ với người già, giữa người theo chủ nghĩa dân tộc và người muốn mở cửa hội nhập. Cũng liên quan đến vụ tấn công trên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Matus Sutat Estok nói với các phóng viên khi được hỏi về người đàn ông bị bắt tại hiện trường vụ xả súng ở thị trấn Hantelova rằng Tôi nghĩ tôi có thể xác nhận thông tin trên. Nghi phạm tóc hoa dâm được nhìn thấy bị còng tay trên mặt đất ngay sau khi ông Fico bị bắn nhiều phát sau cuộc họp chính phủ ở Hantelova. Theo Bộ trưởng Sutat Estok, đối tượng tấn công tên là Jurat Sintula, 71 tuổi, đến từ thị trấn Levis. Người này đã bắn 5 phát súng về phía Thủ tướng Fico và bị lực lượng an ninh bắt giữ ngay sau đó. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thêm cuộc điều tra ban đầu cho thấy có động cơ chính trị rõ ràng đằng sau vụ ám sát. Ông tiết lộ nghi phạm đã lên kế hoạch sau khi ông Fico tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm ngoái. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội sau khi bị giam giữ, nghi phạm cho biết ông không đồng ý với chính sách của chính phủ. Theo báo chí Slovakia, nghi phạm là cựu nhân viên an ninh tại một trung tâm mua sắm và là người sáng lập câu lạc bộ văn học Duha. Nghi phạm từng cho ra mắt ba tập thơ và là thành viên của Hiệp hội Nhà văn Slovakia chi tiêu quốc phòng đã tăng mạnh ở châu Âu sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Theo số liệu mới nhất do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI công bố, chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức cao kỷ lục 2,44 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023, tăng 6,8% so với năm 2022, mức tăng chi tiêu quốc phòng mạnh nhất kể từ năm 2009 và là năm thứ 9 liên tiếp chi tiêu quân sự toàn cầu tăng. Ở châu Âu, chi tiêu quân sự đạt tổng cộng là 588 tỷ đô la Mỹ trong năm, chiếm gần 1 phần tư, tương đương 24% tổng chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Số tiền này cao hơn 16% so với năm 2022 và 62% so với một thập kỷ trước vào năm 2014. Chi tiêu quốc phòng đã tăng lên ở lục địa này sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Với việc cả hai nước đều tăng đáng kể chi tiêu quân sự và các nước khác đang tăng cường chi tiêu quân sự, cũng đang tăng cường phòng thủ khi xung đột quay trở lại châu Âu sau nhiều thập kỷ hòa bình. Trong tổng chi tiêu ở châu Âu vào năm 2023, 407 tỷ đô la Mỹ, tương đương 69%, được chi cho chi tiêu quốc phòng ở Trung và Tây Âu, trong đó Anh là quốc gia chi tiêu lớn nhất, tiếp theo là Đức. Trong khi đó, 181 tỷ đô la Mỹ đã được chi cho mua sắm quân sự ở Đông Âu trong đó Ukraine chi tới 64,8 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng, giúp nước này leo từ vị trí thứ 11 vào năm 2022 để trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ 8 trên thế giới vào năm 2023. Một báo cáo khác gần đây của Cipri nhấn mạnh lượng vũ khí nhập khẩu của các nước châu Âu trong giai đoạn 2019-2023 đã tăng 94% so với giai đoạn 2014-2018. Trong đó Mỹ là nước xuất xứ 55% tổng lượng nhập khẩu này trong 5 năm qua. Sự tăng đột biến trong chi tiêu quốc phòng trong vài năm qua đã tạo ra sự bùng nổ trong ngành sản xuất vũ khí và hàng không vũ trụ ở Mỹ. Một số quốc gia châu Âu là thành viên NATO đã tích cực theo đuổi việc mua sắm thiết bị quân sự tiên tiến để tăng cường hơn nữa an ninh quốc gia, đồng thời đáp ứng kỳ vọng về việc các nước thành viên cam kết dành ít nhất là 2% GDP cho quốc phòng. Vào tháng 12 năm 2022, Đức đã ký một thỏa thuận trị giá 8 tỷ đô la với Mỹ. Theo đó, nước này sẽ mua 35 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 từ tập đoàn Lockheed Martin. Hơn nữa, vào tháng 3 năm nay, RTX Corporation đã giành được hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hệ thống phòng không và tên lửa Patriot cho Berlin. Cuối tháng 11 năm ngoái, Hungary cũng đã nhận được hai hệ thống phòng không NASAM S mà họ đặt hàng từ RTX Corporation và Kongsberg Defense and Aerospace. Hơn nữa, năng lực phòng không của Latvia, Estonia và Litva đã được củng cố vào năm ngoái. Katie Warden, giám đốc điều hành và chủ tịch của Northrop Grumman Corporation, đã chia sẻ những nhận xét sau đây trong báo cáo của công ty về thu nhập quý 1 năm 2024 rằng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đã dẫn đến doanh số bán hàng quý 1 tăng đặc biệt 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm của chúng tôi tiếp tục mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi ngân sách quốc phòng ngày càng tăng và vị thế thị trường của chúng tôi khi đạt được thỏa thuận về ngân sách quốc phòng năm tài chính 2024 của Mỹ. Chúng tôi tiếp tục nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ cho danh mục chương trình của mình trong các lĩnh vực bao gồm hiện đại hóa hạt nhân, vi điện tử, vũ khí tiên tiến và không gian. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, Thưa quý vị, theo nguồn tin trong Quốc hội Mỹ và chính quyền Tổng thống Joe Biden thông báo, họ sẽ gửi một gói vũ khí và đạn dược mới trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Đây là lô hàng vũ khí đầu tiên đến Israel, được chính quyền công bố kể từ khi họ tạm dừng một đợt chuyển giao vũ khí bao gồm 3.500 quả bom trong tháng này. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết họ tạm dừng việc chuyển giao trước đó để ngăn Israel sử dụng bom trong cuộc tấn công ngày càng tăng ở thành phố Rafah, đông đúc phía nam Gaza. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thông báo với các nghị sĩ rằng họ sẽ thúc đẩy kế hoạch bán gói vũ khí và đạn dược trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho Israel, ba trợ lý trong Quốc hội Mỹ cho biết. Đây là lô vũ khí đầu tiên cho Israel được xúc tiến từ khi chính quyền Mỹ dừng lô vũ khí gồm 3.500 quả bom cỡ lớn cho đồng minh trong tháng này. Lô vũ khí sẽ bao gồm số đạn chống tăng trị giá khoảng 700 triệu đô la Mỹ, 50 triệu đô la Mỹ cho các phương tiện chiến thuật và 60 triệu đô la Mỹ cho đạn súng cối ngày 15 tháng 5, Hạ nghị sĩ Greg Mix, nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho biết gói vũ khí mới sẽ được xúc tiến cách đây một thời gian và sẽ không dùng tiền từ gói chi tiêu an ninh quốc gia mà Tổng thống Biden phê chuẩn tháng trước. Nghị sĩ Mix cho biết nếu được triển khai, số vũ khí này sẽ được chuyển giao trong 2-3 năm tới. Chính quyền của Tổng thống Biden đang vấp phải chỉ trích từ cả hai đảng vì cách ứng xử với chiến dịch tấn công của Israel ở giải Gaza những chỉ trích đó có thể gây bất lợi cho đương kim Tổng thống trong nỗ lực chạy đua tranh cử với cựu Tổng thống Donald Trump. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã thảo luận với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan về tình hình tại thành phố Rafah, phía nam giải Gaza. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tại cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Blinken một lần nữa khẳng định lập trường của Washington phản đối chiến dịch quân sự trên bộ quy mô lớn ở Rafah. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết bảo vệ dân thường và lực lượng cứu trợ nhân đạo tại Gaza, đồng thời kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Israel đảm bảo hàng hóa viện trợ được chuyển đến Gaza và giúp giải quyết những thách thức đối với việc phân phối viện trợ bên trong Gaza khi Israel truy quét các mục tiêu Hamas. Liên quan đến tình hình tại giải Gaza, người dân tại đây cho biết xe tăng Israel đã tiến sâu hơn vào Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại tị nạn ở giải Gaza. Trong khi khu vực phía đông Rafah hứng chịu không kích dữ dội, tại Jabalia, xe tăng tiến về trung tâm của trại, nơi tập trung đông dân cư nhất. Người dân cho biết, đạn pháo từ xe tăng đã rơi xuống trung tâm trại và các cuộc không kích đã phá hủy nhiều lán trại. Quân đội Israel đã buộc hàng trăm người Palestine đang trú ẩn tại các hầm trú bom phải rời đi. Ở khu vực Rafah gần biên giới với Ai Cập, Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào các khu vực phía đông thành phố. Người dân cho biết xe tăng Israel hiện đang đóng quân ở phía đông đường Salahuddin, chia đôi phần phía đông thành phố Rafah, trong đó đường cao tốc bị chặn do giao tranh dữ dội. Theo các cư dân, phần phía đông Rafah vẫn là một thị trấn ma. Trong phát biểu trên truyền hình ngày 15 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan đã công khai thách thức Thủ tướng Benjamin Netanyahu về kế hoạch hậu chiến đối với giải Gaza. Ông Galan tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm cai trị quân sự lâu dài ở giải đất bị tàn phá này. Bộ trưởng Galan cho biết, Israel nên hướng tới thiết lập một cơ quan cai trị Palestine không thù địch để thay thế Hamas tại Gaza. Ông chỉ trích rằng, kể từ tháng 10 năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đã không phản hồi đề xuất này của ông. Cuộc tranh luận nội bộ phản ánh những khác biệt lớn trong chính phủ liên minh cầm quyền của ông Netanyahu về hướng xử lý giải Gaza sau cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn 8 tháng. Trong khi một phe muốn thiết lập chính quyền thay thế Hamas Phe khác ủng hộ việc quân đội Israel duy trì quyền kiểm soát an ninh trên giải đất này. Với vai trò quyền lực đang bị lung lay, Thủ tướng Netanyahu tiếp tục kêu gọi loại bỏ Hamas mà không đưa ra giải pháp thay thế rõ ràng cho Gaza. Quan chức Israel kêu gọi Thủ tướng Netanyahu đưa ra quy định và tuyên bố rằng Israel sẽ không thiết lập quyền kiểm soát dân sự hay quản lý quân sự đối với giải Gaza và giải pháp về một chính quyền thay thế cho Hamas ở giải Gaza sẽ được thực hiện ngay lập tức. Thành viên Nội các Chiến tranh Benny Gantz đã lên tiếng ủng hộ ông Galan, khẳng định rằng Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã nói lên sự thật, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo là làm điều đúng đắn cho đất nước bằng bất cứ giá nào. Cùng ngày, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng tuyên bố Israel cần một kế hoạch rõ ràng và cụ thể cho tương lai của giải Gaza. Ông nêu rõ, chúng tôi không và sẽ không ủng hộ sự chiếm đóng của Israel. Tất nhiên, chúng tôi cũng không ủng hộ việc Hamas điều hành Gaza, nhưng chúng ta cũng không thể để tình trạng hỗn loạn tồn tại. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sokri đã hối thúc cộng đồng quốc tế triển khai những hành động cụ thể nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở giải Gaza và khôi phục hòa bình, ổn định trong khu vực. Kênh truyền hình al News dẫn lời Ngoại trưởng Sokri nêu rõ, Cairo đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và hối thúc thực hiện các hành động để ngăn chặn tình trạng người Palestine ở giải Gaza buộc phải di rời do tác động của cuộc xung đột hiện nay. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm buộc Israel chấm dứt chiến tranh và cứu những người dân Palestine vô tội. Ông cũng cảnh báo về sự tiếp diễn các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, cũng như chiều hướng mở rộng xung đột sang thành phố Rafah, phía nam Gaza, đồng thời chỉ ra những hậu quả thảm khốc của giao tranh đối với tình hình nhân đạo ở giải đất ven địa Trung Hải này. Theo nhà ngoại giao Ai Cập, các chủ đề chấm dứt chiến tranh ở Gaza, hỗ trợ chính nghĩa của người Palestine và giải pháp hai nhà nước là ưu tiên hàng đầu trong những cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập đang diễn ra tại thủ đô Manama của Bahrain. Cũng trong ngày 15 tháng 5, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh đã cáo buộc Israel gây ra tình trạng bế tắc hiện tại trong tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza, đồng thời khẳng định những nội dung sửa đổi của Tel Aviv đối với đề xuất ngừng bắn do các nhà trung gian hòa giải đưa ra đẩy cuộc thương lượng đi vào ngõ cụt. Ông Haniyeh tuyên bố phản đối mọi thỏa thuận dành cho Gaza thời hậu chiến, loại bỏ vai trò của Hamas, đồng thời nhấn mạnh phong trào này vẫn giữ nguyên yêu cầu về việc thỏa thuận ngừng bắn phải dẫn đến chấm dứt chiến tranh ở vùng lãnh thổ của Palestine. Vừa qua, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã đổ lỗi cho Israel về đàm phán ngừng bắn bế tắc hiện nay, cho rằng những sửa đổi của Israel đối với đề xuất do các nhà hòa giải đưa ra đã khiến đàm phán đi vào ngõ cụt. Thủ lĩnh Hamas Haniyeh bác bỏ bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào ở Gaza nếu loại trừ nhóm này, đồng thời nhấn mạnh Hamas vẫn yêu cầu mọi thỏa thuận ngừng bắn phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Hôm 15 tháng 5, quân đội Israel đã giao tranh với Hamas trên khắp Gaza, bao gồm cả thành phố Rafah ở phía nam các lực lượng israel trong những ngày gần đây đã tiến vào phía đông rafah để truy tìm bốn tiểu đoàn hamas bất chấp cảnh báo của đồng minh mỹ phải tránh thương vong hàng loạt cho dân thường trước đó ngoại trưởng mỹ blinken cho rằng cuộc tấn công tổng lực của israel vào thành phố rafah sẽ gây tình trạng hỗn loạn đồng thời không loại bỏ được hamas theo ông blinken một cuộc tấn công tổng lực sẽ phải trả cái giá cực đắt và ngay cả cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố rafah ở nam gaza cũng không chắc có thể chấm dứt mối đe dọa hamas Ông Blinken cho hay Israel có thể phải đối mặt với cuộc nổi dậy của những thành viên vũ trang Hamas còn sót lại. Khi họ rút đi, tình trạng hỗn loạn sẽ diễn ra và Hamas có thể hồi sinh. Ngoại trưởng Mỹ xác nhận nước này đã hạn chế chuyển bom cho Israel trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép để Israel phải bảo vệ dân thường và tránh cuộc tấn công toàn diện vào Rafah. Mỹ đang hối thúc giới lãnh đạo Israel đưa ra kế hoạch cho Gaza sau khi chiến sự kết thúc ngoại trưởng mỹ cũng cho biết các thành viên hamas đã trở lại một số khu vực ở bắc gaza nơi israel từng tuyên bố giải phóng khi được hỏi về báo cáo bộ ngoại giao mỹ công bố gần đây rằng israel có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế trong việc sử dụng vũ khí của mỹ ông blinken cho biết vẫn còn quá ít bằng chứng để chấm dứt mọi hỗ trợ quân sự theo ông tình trạng hỗn loạn và nguy hiểm của cuộc chiến đang diễn ra khiến việc xác định chính xác điều gì đang xảy ra hoặc loại vũ khí nào được sử dụng là rất khó khăn ở diễn biến khác ngày 15 tháng 5, Liên minh châu Âu EU kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt hoạt động quân sự tại thành phố Rafah, miền nam Gaza, đồng thời cảnh báo nếu Tel Aviv không làm vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell nhấn mạnh nếu Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Rafah, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ giữa EU với Israel. Tuyên bố nêu rõ hoạt động quân sự ở Rafa đang làm gián đoạn hơn nữa việc phân phối viện trợ nhân đạo ở Gaza và khiến thêm nhiều người phải đi sơ tán, gây ra nạn đói và đau khổ cho con người. Israel và tất cả đồng minh của nước này đều đang bị bất ngờ khi Ai Cập tuyên bố cùng Nam Phi khởi kiện Israel ở Toán Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc ICC với cáo buộc Israel tiến hành diệt chủng người Palestine ở giải Gaza. Mục đích của Ai Cập trong việc này được cho là giống như Nam Phi khi gây và gia tăng áp lực quốc tế để buộc Israel phải chấm dứt cuộc xung đột ở giải Gaza. Cuộc xung đột này kéo dài đến nay hơn 7 tháng và Nam Phi đã khởi kiện Israel ở ICC cách đây đã nhiều ngày, đồng thời cả Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tuyên bố ý định khởi kiện Israel tương tự, nhưng mãi đến bây giờ Ai Cập mới có động thái trên. Cho nên, bước đi này của Ai Cập liên quan chủ yếu đến việc phía Israel bắt đầu kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah ở sát biên giới Ai Cập và đến việc Israel khước từ mọi đề nghị quốc tế về ngừng chiến và giải quyết xung đột. Đối với Israel, động thái nói trên của Ai Cập là đòn giáng ngoại giao rất nặng nề và có thể gây nguy hại lớn, chứ không chỉ có hiệu ứng danh nghĩa như động thái của Nam Phi và dự định của Colombia hay Thổ Nhĩ Kỳ. Ai Cập ra đòn này vì lo ngại cả triệu người Palestine sẽ tràn sang Ai Cập tị nạn nếu Israel tấn công Rafah, gây nguy hiểm về an ninh và khó khăn về kinh tế, xã hội cho Ai Cập. Lý do khác nữa là Ai Cập thể hiện thái độ không hài lòng về việc vai trò trung gian hòa giải của Ai Cập cho đến nay luôn bị Israel bất chấp. Trước đó hồi tháng 1, Nam Phi đã khởi kiện Israel lên ICJ, cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở Gaza. Trong vụ kiện của Nam Phi, ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp có thể để ngăn chặn các hành động diệt chủng đối với người Palestine ở giải Gaza. Sau đó, Nam Phi lại tiếp tục đề nghị ICJ ban hành lệnh khẩn cấp đối với Israel nhằm chấm dứt nạn đói lan rộng ở giải Gaza. ICJ cũng đã yêu cầu Israel thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo viện trợ cơ bản đến được với người dân Palestine ở giải Gaza. Có thể sẽ mất nhiều năm trước khi tòa án ra phán quyết về vụ án diệt chủng. Mặc dù các phán quyết của ICJ có tính ràng buộc và không được kháng cáo, nhưng tòa án cũng không có quyền hạn để thực thi. Israel nhiều lần khẳng định nước này hành động phù hợp với luật pháp quốc tế ở Gaza. Họ gọi vụ kiện cáo buộc diệt chủng của Nam Phi là vô căn cứ và cáo buộc Pretoria đóng vai trò là cánh tay hợp pháp của Hamas. Theo AFP, hãng thông tấn quốc gia chính thức của Liban đưa tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhắm vào một chiếc ô tô trên đường chính Tri ở miền nam Liban đã khiến hai người thiệt mạng. Một nguồn tin thân cận với lực lượng Hezbollah cho AFP biết rằng một chỉ huy chiến trường của lực lượng này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nói trên mà không xác định được ai. Theo một số hãng tin Liban, Maki là chỉ huy chiến trường của Hezbollah và đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào một chiếc ô tô ở miền nam Liban vào tối 14 tháng 5. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng từng tuyên bố Tel Aviv đã hạ một nửa số chỉ huy của Hezbollah ở miền nam Liban trong các cuộc giao tranh xuyên biên giới. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan đã tới thăm bộ tư lệnh miền Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF, đơn vị chịu trách nhiệm tác chiến ở khu vực biên giới Liban và Syria tại thành phố Safed. Ông học cùng người đứng đầu bộ tư lệnh miền Bắc, thiếu tướng Ori Goder, cùng các sĩ quan cấp cao để đánh giá tình hình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay, một nửa số chỉ huy Hezbollah ở miền nam Liban đã bị hạ nửa còn lại đang lẩn trốn và phải bỏ lại miền Nam Liban để IDF hoạt động. Ông cho biết mục tiêu chính của Israel ở miền Bắc là đưa hàng chục nghìn người Israel sơ tán trở về nhà. Trong bối cảnh giao tranh giữa quân đội nước này và Hezbollah diễn ra hàng ngày, vị bộ trưởng nhấn mạnh giai đoạn tới sẽ mang tính quyết định về vấn đề này. Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Liban cảnh báo nhóm này sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel trong nhiều tháng nữa nếu Israel không chịu chấm dứt chiến dịch tấn công người Palestine ở giải Gaza. Tổng thư ký phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban, ông Hassan Nasrallah cảnh báo, người dân khu vực Bắc Israel sẽ không thể trở về nhà để bắt đầu năm học mới vào tháng 9 tới đây. Nếu chính phủ Israel tiếp tục theo đuổi cuộc chiến chống người Palestine ở giải Gaza, thủ lĩnh Hezbollah nêu rõ mối liên hệ giữa mặt trận Liban với Gaza là cực kỳ vững chắc và không thể chia rẽ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.